Thì thực ra là trong thời gian qua thì em đang cho dòng cám của anh Thành Đạt đây anh em, của cái dòng cám của anh Thành Đạt này, là em cũng cho ăn một thời gian vừa rồi, cũng thấy chim cực kỳ là gọi là có lửa và bền, chơi rất bền. Thì cái dòng cám trà màu của anh Thành Đạt này em chính thức hôm nay, từ bây giờ em sẽ phân phối cho anh dòng cám của anh Thành Đạt này. Ơi, trên tay em là cái dòng cám đấu của anh Nguyễn Thành Đạt đó, Thanh Trì Hà Nội. Thì cũng nhiều anh em hỏi ăn cám gì thì hôm nay em giới thiệu luôn, em phân phối cho anh Nguyễn Thành Đạt dòng cám này. Anh em nào cần thì liên hệ trực tiếp mình, số điện thoại mình đặt bên dưới video và tiêu đề. Thì năm gói cám này, anh em nào lấy 5 gói cám mình sẽ miễn phí ship cho anh em, còn lấy từ 4 gói trở xuống thì anh em chịu tiền ship. Còn giá gói cám thì trên bao bì đã có rồi đây anh em, cám đấu là 50.000 một gói, hai lạng nha anh em, 200 g. Cám dưỡng ở đây cũng là cám đấu luôn, cám dậu dưỡng thì nó màu khác một tí nhưng mà nó là số 1. Cám đây là cám đấu anh em nhìn này, đây là cám đấu, còn gói cám dưỡng thì em lại quên không cầm lên đây. Thì gói cám dưỡng giá của nó là 40.000, đây là gói đấu thì 50.000, gói dưỡng 40.000. Thì anh em nào cần cám liên hệ trực tiếp với mình hoặc nhắn tin cho mình với số 0334 222 225 để anh em nào cần thì mình sẽ gửi cám. Và trước mắt bạn đây là những anh em được giải đó, ăn dòng cám của anh Nguyễn Thành Đạt đây đó. Còn mình quê Vĩnh Phúc nhá, anh em nào gần á thì qua nhà em mình cũng lấy được, thì qua mình giao lưu luôn. Mình địa điểm của mình là mình không có mở cửa hàng, mà là mình chỉ có anh em cần thì đặt thì mình lấy thôi, hoặc là mình lấy số lượng đây thì anh em là cần đến lấy. Còn quán chim thì mình không mở nhá anh em nhá. Còn địa chỉ chuẩn chính xác như hơn là mình ở Trung Kiên Yên Lạc Vĩnh Phúc à, anh em nhé, Trung Kiên Yên Lạc Vĩnh Phúc đó, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Thì mình cũng nói rồi, thực ra cám thì cũng là một phần. Còn thức ăn, các bạn cho ăn cám, muốn con chim căng lửa là các bạn phải có mồi tươi thường xuyên. Thứ nhất là cào cào phải có đều, nhưng không có cào cào thì một vài ngày có cũng gọi được, nhưng mà nếu có càng nhiều càng tốt. Mỗi ngày các bạn cho ăn chục con, 5-7 con đến chục con đó, mỗi ngày các bạn cho ăn một mẩu chuối nhỏ nhỏ cho em, một mẩu chuối nhỏ, và thay phân, các bạn phải thay phân thường xuyên, tránh trường hợp lâu ngày không thay phân thì là nó bị cái bốc cái mùi lên, là anh em lại phải gặp cái trường hợp là chim bị nào thì bị thế nọ anh kia đó, mình nói đơn giản như vậy đi. Thì nên anh em phải cho chim tắm thường xuyên nhé, 2-3 hôm tắm cũng được, mà hôm nào tắm cũng được, cứ hàng nắng anh em cho ra tắm vào đúng
giờ, ví dụ như em có người thì cho vào sáng sớm tầm 8 giờ, 7, 8 giờ thì họ cứ ngày từ giờ đấy. Có người thì chưa, nhưng mà tùy theo anh em cứ cho lúc nào cũng được, nhưng mà hầu như các anh em phải cho chim tắm thường xuyên. Muốn thuần con chim đó thì anh em phải muốn thuần con chim nhanh thì anh em phải cũng phải cho tắm tát thường xuyên và đều đặn, mình sờ thì nó nhiều thì nó sẽ nhanh còn hơn đó. Còn anh em mà thấy video của mình có ích thì chia sẻ cho mọi người biết đến dòng cám của anh Đạt này đó. Thì đến đây em chúc toàn thể anh em tự tay chăm được những chú bổi cưng của mình để thi đấu giành giải thành công. Rồi, chào tạm biệt anh em nhé.